Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cùng chủ trì hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, 6 tháng qua, Ban chỉ đạo công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Đà Nẵng, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, đồng đốc chính quyền và các cơ quan đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp khôi phục, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch. Bên cạnh đó đã chủ động nắm bắt tình hình, những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp và người lao động, có những giải pháp tích cực và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp, đồng thời cũng vận động chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể khi đủ điều kiện và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp kết luận hội nghị phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết cho rằng công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là việc khó nên đòi hỏi sự kiên trì thường xuyên liên tục của các đơn vị địa phương đồng thời đề nghị từ đây đến cuối năm ban chỉ đạo công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố đà nẵng cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung khắc phục những khó khăn hạn chế đẩy mạnh thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm có những giải pháp đồng bộ hiệu quả sát với thực tiễn chú trọng chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp và ngoài khu vực nhà nước